rối loạn tiêu hóa cũng như là cái việc táo bón mà ốm mặt rất là nhiều. Một tháng mình ốm đến 2-3 lần. Vấn đề dạ dày. Chị đau dạ dày từ cái hồi cấp 3 rồi. No thì cũng buồn nôn mà đói thì cũng buồn nôn. Ốm 3 ngày mà chị giảm tận 4 kg. Quáng là mình sống chung với nó thôi. Chứ mình cũng không biết là có cái cách nào để mình cải thiện được nữa. Bởi vì là mình uống thuốc thì cũng quá nhiều rồi. Chị gọi là ối rồi ơi luôn. Thế à? Ôi, 4 tháng nay mình đã không ốm. Và đối với mọi người thì cái việc 4 tháng không ốm nó rất là bình thường đúng không? Nhưng mà đối với chị thì chị nhận ra đó là một cái điều quá là hạnh phúc. Theo thời gian là càng ngày nó càng giảm, cải thiện. Nó không còn bị kiểu buồn nôn, nôn chớ nhiều nữa. Bây giờ là đã đi vệ sinh, bài tiết nó rất là đều hàng ngày rồi. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Em Mai. Và đây là chuỗi video chia sẻ về câu chuyện của những người bạn của Em Mai trải nghiệm sau chương trình thải độc. Hiện tại thì Mai đang đứng ở một cái khu đô thị rất lớn ở phía tây thành phố Hà Nội. Và ở tại khu đô thị này thì có một nhân vật khách mời ngày hôm nay Mai sẽ mời đến chương trình để chia sẻ với mọi người về hành trình và câu chuyện của chị ý đã trải qua, về những cái vấn đề sức khỏe chị ý đã gặp phải và hiện tại chị đã giải quyết nó như thế nào. Mọi người cùng lắng nghe nhé. Và đây là khách mời của Mai trong chương trình ngày hôm nay. Xin giới thiệu với mọi người, đây là chị Phương. Chị Phương có thể giới thiệu với mọi người một chút về bản thân mình được không? Xin chào mọi người, xin chào các bạn đang xem cái video này trên kênh của Mai. Mình tên là Phương. Năm nay thì mình 30 tuổi, hiện tại thì mình đang là mẹ bỉm sữa của hai bạn bé. Hiện tại thì mình cũng đang giống như Mai, đấy là làm cái công việc chăm sóc sức khỏe chủ động. Thì hôm nay em cũng có vừa chia sẻ với mọi người đó là nhân cơ hội được xuống chơi ở dưới khu đô thị lớn phía nhất phía Tây Hà Nội này, thì rất là muốn mời chị Phương chia sẻ về cái câu chuyện cũng như là cái hành trình sức khỏe của chị Phương sau khi mà chị Phương tham gia chương trình thải độc. Thì đầu tiên, để trước khi mà lắng nghe trải nghiệm của chị Phương với cái chương trình này, thì em cũng như là mọi người rất là muốn biết là trước đây chị Phương đã gặp những cái vấn đề sức khỏe như thế nào và nó đã theo mình trong khoảng thời gian là bao lâu? Để nói về vấn đề sức khỏe trước khi mà chị tham gia cái chương trình đầu tiên, cái sản phẩm đầu tiên, đó thì mình cũng có khá là nhiều vấn đề. Cái đầu tiên đấy là rối loạn tiêu hóa cũng như là cái việc táo bón. Thế nhưng mà ngày xưa thì mình cũng không biết đấy là cái vấn đề táo bón đâu, tại vì nó theo chị từ hồi bé rồi. Từ bé là chị đã không có ăn rau bao giờ. Thế nên là mình cũng vẫn liên tục tiếp diễn cái tình trạng như vậy. Cái vấn đề thứ hai nữa của chị đấy là cái vấn đề mà ốm mặt rất là nhiều. Nhất là cái giai đoạn đấy là giai đoạn mình sinh bé xong ấy. Thì chị nhớ là có cái lần tệ nhất đấy là một tháng mình ốm đến 2-3 lần. Tức là cứ mỗi tuần thì mình lại bị ốm, sau đó thì mình lại bị cả cảm tả nữa. Nó rất là mệt mỏi. Cái giai đoạn đấy liên tục thì mình bị như thế. Và một cái vấn đề nữa chị thấy là nó cũng theo chị rất là dai dẳng, là cái vấn đề dạ dày. Chị đau dạ dày từ cái hồi cấp 3 rồi. Từ hồi cấp 3 thì đã bắt đầu bị từ cái hồi ôn thi đại học cho đến cái lúc mà lấy chồng sinh con đứa đầu tiên xong thì cũng tận 10 năm cơ. Nó cứ bị kéo dài như thế đúng rồi. Không chị? Nó cứ bị kéo dài. Và mình có rất nhiều những cái dấu hiệu nó, kể cả đau này, rồi là nôn mửa này. Ăn no thì cũng buồn nôn mà đói thì cũng buồn nôn. Nó rất là khó chịu. Đấy, vấn đề táo bón và vấn đề dạ dày nó giống như là cả một cái bầu trời thanh xuân của chị Phương ấy mọi người ạ. Có thể gọi, bởi vì em nghĩ là bây giờ là hiện tại là đang 30 tuổi mà bị đến 10 năm thì em nghĩ nó không phải là một cái thời gian mà nó quá ngắn, mà nó gần như nó theo mình suốt cả một cái quãng thời gian mà tuổi trẻ đúng không? Thì chị Phương trước đây ấy, thì chị Phương táo bón thì là chị Phương nghĩ là nó là vấn đề như thế rồi. Và chị Phương gọi là giống như là một cái kiểu sống là chung với nó. Sống chung vì cảm thấy nó bình thường quá vì nó quá lâu rồi. Thế thì chị Phương có thử dùng những cái cách gì để mình cải thiện cái vấn đề về dạ dày của mình không? Ngày xưa là chị có đấy, chị bị từ cái hồi cấp 3. Thì lúc đó mẹ chị cũng làm ngành y, thì mẹ chị, nhà chị bị nhiều người bị dạ dày. Thành ra là khi mà chị bị thì mẹ mang rất là nhiều thuốc về cho mình uống. Có uống thuốc. Nhưng mà sau khi mà mình uống thuốc thì những cái đợt đầu thì uống thuốc nó khỏi được. Tức là uống xong thì mình cảm thấy là cái triệu chứng nó hết được trong một cái thời gian ngắn. Thế nhưng mà chỉ khoảng tầm một vài tháng trở quay sau đó thôi, thì bắt đầu chị lại cảm thấy là những cái dấu hiệu đấy nó bị tái lại. Mà những cái lần uống thuốc sau thì chị cảm thấy là nó cũng chẳng còn cái tác dụng gì nữa. Nó vẫn đau đúng không? Đúng rồi, tức là nó vẫn đau và nó vẫn buồn nôn và nó vẫn rất là nhạy cảm với mùi, rất hay bị trào ngược. Thành ra là đến khi mà chị lên đại học và chị lấy chồng thì mình cố gắng là mình sống chung với nó thôi. Chứ mình cũng không biết là có cái cách nào để mình cải thiện được nữa. Bởi vì là mình uống thuốc thì cũng quá nhiều rồi.
Theo như em biết nhá, theo như em biết là nghĩa là những ai mà bị dạ dày ấy, thì trong cái quá trình mà mọi người bị mang bầu ấy, thì cái việc mà cái tần suất mà mọi người bị nôn, mọi người hay gọi là nghén ấy, thì nó bị nhiều hơn. Thì không biết là chị Phương có gặp phải cái tình trạng đấy không? Chị gọi là ối trời ơi luôn. À thế à? Tức là lúc mà mình chưa bị chưa có bầu thì mình đã rất là nhạy cảm với mùi rồi. Ừ. Là chỉ ngửi thấy mùi kem đánh răng thì đã thấy buồn nôn rồi. Ừ. Thì đến cái lúc mà bầu thì 4 tháng liền. 4 tháng đầu tiên là chị không thể ăn được một hột cơm nào. Oh. Bởi vì là nó nghén rất là nặng, nó nghén kinh khủng khiếp luôn. Và chỉ có ăn bánh mì không hoặc là ăn hoa quả trong suốt cả mấy tháng như vậy. Ừ. Không ăn được một tí thịt cá hay là không ăn được cơm nào. Mà mình cảm giác là cái tình trạng đấy nó rất là tồi tệ. Liên tục. Nó tồi tệ và tất nhiên là nó liên tục rồi. Ừ. Liên tục trong mấy tháng là không ăn được cơm. Ừ. Khi mà mọi người bị dạ dày ấy, nếu như mà là phụ nữ ấy, mà mang bầu ấy, thì em nghĩ là mọi người sẽ gặp nhiều vấn đề hơn. Vì bình thường ấy, nếu như mọi người không gặp vấn đề dạ dày, mọi người hay có cái tình trạng đó là nôn nghén ấy. Ừ. Nhất đặc biệt là những cái tháng đầu tiên ấy, thì đã cảm thấy nó rất là khó chịu rồi. Ừ. Nhưng mà cái việc mà nôn nghén kết hợp với việc là mình vừa bị dạ dày xong nó trào ngược lên ấy, thì nó thực sự là một cảm giác em rất nghĩ là rất là kinh khủng. Kinh khủng. Thế thì em có thể hỏi chị Phương một chút về cái trải nghiệm của chị Phương về những cái vấn đề táo bón này, dạ dày này, về vấn đề ốm vặt này. Ừ. Thì cái vấn đề ốm vặt đấy thì sau đấy chị có, giống như là em thấy mọi người ốm thì mọi người hay bồi bổ ấy. Ừ. Thì chị có bồi bổ để nghĩa là cải thiện cái vấn đề ốm vặt đấy không? Ừ. Ngày xưa thì cái thời trẻ thì chị không hay ốm vặt lắm. Ừ. Nhưng mà đến cái lúc mà sinh đứa đầu tiên xong ấy. Ừ. Sinh đứa đầu tiên xong thì rất là liên tục. Nhưng mà hồi đấy thì chị chỉ biết đến cái khái niệm là cảm tả thôi. Ừ. Tức là mình tự dưng mình đi ra ngoài, sau đó thì mình cảm thấy rất là mệt người, nó xây sẩm mặt mày, sau đó về mình bị đau bụng đi ngoài. Và ừ. mình hiểu đó là cảm tả. Và cái thời gian đấy thì một tháng chị bị cảm tả đến mấy lần. Ừ. Nhưng mà mình chỉ có thể là đổ lỗi cho cái việc là thời tiết. Ờ. Đổ lỗi cho cái việc là môi trường, có thể là mình hoạt động nhiều xong mình bị trúng gió chẳng hạn. Ừ. Thế là thành ra thì lúc đấy chị chỉ nghĩ là mình hạn chế là mình tiếp xúc với môi trường bên ngoài một tí. Ừ. Cho sau khi mà chị bị ốm nhiều như thế thì thực ra là có đợt là chị cũng cố gắng đi tập. Ừ. Đi tập gym. Nhưng mà hồi đấy thì là cái sức khỏe của mình nó thực sự nó không đảm bảo được cho cái việc tập luyện, cho cái cường độ tập luyện đấy. Ừ. Chị tập một tuần 5 buổi. Ồ. Thế nhưng mà chị tập được khoảng tầm đến tuần thứ 3 thì bắt đầu chị lăn ra ốm nặng hơn. Ồ. Và lúc đấy là chị cảm thấy chưa bao giờ trong cuộc đời chị bị ốm một cái trận nó khủng khiếp như thế. Ừ. Chị ốm 3 ngày mà chị giảm tận 4 kg. Ui dồi, 3 tức ngày là không ăn được một bất kỳ một cái miếng gì vào mồm cả. Ừ. Chỉ nằm một chỗ thôi. Ừ. Lúc đó chị biết là đúng là tập luyện thì nó tốt, thế nhưng mà nó cũng phải xem là cái việc tập luyện đấy nó có thực sự phù hợp với cả cái thể trạng của mình lúc đó không. Đúng rồi. Thì thể trạng lúc đó của chị là quá là yếu nên chị cảm thấy là cái cường độ tập luyện như thế nó cũng không giúp mình cải thiện được. Thành ra là lúc đó sau khi mà mình ốm nhiều như thế thì mình phải rút bớt cái thời gian mình tập luyện lại. Nhưng mà nó cái tình trạng ốm đấy thì nó cũng chưa được cải thiện ngay. Mọi người thì ví dụ như mà ai mà hay yếu ấy, thì mọi người cứ hay nói là vì lười vận động thế nên là yếu. Thực ra em nghĩ nó cũng một phần thôi. Nhưng mà trước khi mà để chúng ta đến với tập luyện ấy mọi người ạ, thì chúng ta cần phải đảm bảo rằng cái cơ thể của chúng ta nó đáp ứng được với cái việc tập luyện đấy. Và chúng ta phải phân bổ cái tần suất tập luyện ra. Vì rất là nhiều người, mọi người thích, mọi người cứ nghĩ là càng tập nhiều càng khỏe. Nhưng mà nó sẽ tùy theo cái thể trạng của bản thân mình ở mỗi cái giai đoạn. Thế thì bây giờ chị Phương có thể chia sẻ về cái trải nghiệm của chị Phương, những cái vấn đề sức khỏe trên. Chị Phương cảm thấy là cơ thể của mình nó có thay đổi thế nào sau khi mà chị Phương trải nghiệm cái chương trình thải độc? Chị phải chia sẻ thật với Mai đấy là khi mà chị sử dụng chương trình thải độc thì chị cũng không kỳ vọng gì cả. Dù sao thì mình cảm thấy là cái sức khỏe của mình nó quá là tệ rồi. Dùng nhiều thuốc thì nó cũng không ăn thua rồi. Thì thôi mình cứ thử, gọi là mình thử xem là nó có khấm khá gì hơn không. Và trong cái quá trình thải độc thì thực sự là chị cũng không có cảm nhận được nhiều cái dấu hiệu như mọi người chia sẻ. Cải thiện. Ví dụ mọi ngay người... lúc đấy đúng không? Đúng rồi, chị không cảm thấy cải thiện ngay đâu. Mọi người thì có bảo là đi vệ sinh thì cảm thấy rất là nhẹ bụng này, người rất là thoáng, rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà chị thì không hề có được cái trải nghiệm đấy. Nhưng mà đến tận 4 tháng sau, trong một cái ngày rất là bình thường, chị thức dậy và chị gọi là vươn vai một cách rất là bình thường thôi. Chị mình nhớ ra là ôi, 4 tháng nay mình đã không ốm. Và lúc đó chị lập tức chị chạy sang nhà chị Hà để chị khoe, chị ơi 4 tháng rồi em không ốm. Và đối với mọi người thì cái việc 4 tháng không ốm nó rất là bình thường đúng không? Nhưng mà đối với chị thì chị nhận ra đó là một cái điều quá là hạnh phúc. Quá là hạnh phúc. Sau khi mình làm một cái liệu trình thải độc nó cũng rất là đơn giản thôi,
thì mình nhận ra là 4 tháng không ốm. Và sau đó thì chị bắt đầu chị mới ngồi chị quan sát lại tất cả những cái dấu hiệu trên cơ thể mình. Ừ. Thì ra là gần đây mình đã không còn bị táo bón quá nặng như trước nữa. Ngày trước là cứ 4-5 ngày thì mới đi mình... một lần. Ừ. Đó nó cũng rất là nhạy cảm, nhưng mà đúng là thực sự là như thế. Ừ. Nhưng mà mình theo dõi được thì thời gian gần đây là mình cứ 2 ngày cách ngày, nghĩa là mình đi được một lần rồi. Cái tần suất của mình, nghĩa là cái thời gian ấy mà mình đi vệ sinh ấy nó đều đặn hơn đúng không? Nó ngắn lại và nó đều đặn hơn. Ừ. Thì tại vì trước đấy không kỳ vọng nên không quan sát đâu. Đúng rồi. Khi mà mình thấy là mình đỡ ốm thì bắt đầu quay lại quan sát thì thấy là à đúng rồi, là nó đi thì nó cách ngày được nhá. Ừ. Là cảm thấy cũng rất là vui rồi. Với cả cái tình trạng dạ dày của mình thì theo thời gian là càng ngày nó càng giảm, cải thiện. Ừ, nó không còn bị kiểu buồn nôn chớ nhiều nữa. Ừ. Cho em hỏi một chút là khi mà còn là học sinh ấy, học sinh sinh viên ấy, thì chị Phương phải dùng rất là nhiều thuốc đúng không? Ừ. Dùng rất là nhiều thuốc đúng về không? Ví dụ như về dạ dày này. Ừ. Thì em nghĩ là đấy mọi người ạ, thực ra là chị Phương nói là chị Phương không có cái cảm nhận ngay khi sau cái chương trình thải độc. Ừ. Nhưng mà vào một ngày đẹp trời sau 4 tháng chị Phương nhận ra là chị Phương không còn ốm vặt nữa. Ừ. Thì nếu như mà thực ra là mọi người, nếu như mà mọi người nghĩ là 4 tháng là một con số nó rất là bình thường, bởi vì có người nói là 1 năm tôi không hề ốm. Nhưng mà với những cái người mà họ có cái thể trạng yếu ấy, thì cái việc mà ốm vặt ấy nó xảy ra rất là thường xuyên. Ừ. Và nó khiến cho cái cơ thể nó vô cùng mệt mỏi. Thì 4 tháng nó là một cái khoảng thời gian mà họ cảm thấy là họ đủ bất ngờ khi mà họ không ốm liên tục nữa. Cái tình trạng táo bón của chị Phương cũng được cải thiện. Thì cái việc mà thải độc ấy thì rất là nhiều người nhầm lẫn cái việc là thải độc nó có phải là một cái chương trình để chữa bệnh không, nhưng mà không phải mọi người ạ. Nó là một cái cách để chúng ta giúp cái sức khỏe của chúng ta ở bên trong cơ thể hỗ trợ đề kháng, hỗ trợ đề kháng nó dần dần nó được tốt lên. Khi mà ốm vặt ấy thì đồng nghĩa với việc là cái đề kháng và cái hệ miễn dịch của chúng ta ấy, nó bị kém. Đúng rồi. Và trong vòng 4 tháng không ốm thì nghĩa là cái đề kháng của chúng ta nó đang tốt dần lên và nó đang được điều chỉnh dần. Cái tình trạng về dạ dày, về trào ngược của chị Phương nó cũng đỡ hơn. Rồi cái việc mà táo bón nó cũng được cải thiện hơn. Thế đến cái thời điểm hiện tại thì mọi thứ đấy nó có diễn ra đều đặn không, hay là thỉnh thoảng chị Phương vẫn gặp lại những cái vấn đề đấy? Đến thời điểm hiện tại thì chị phải chia sẻ là bây giờ chị rất là ít ốm. Ừ. Thứ nhất là rất là ít ốm, bởi vì là cái tình trạng ốm của mình thì là sau sinh xong đề kháng của mình nó bị kém quá. Ừ. Nhưng mà khi mà mình bắt đầu cải thiện được thì dần dần cái tần suất ốm của mình nó ít đi, nó tốt lên. Và đến bây giờ thì nó cũng ít ốm. Cái lần gần nhất của chị đấy là cái lần mà chị bị COVID. Ừ. Là vào cái Tết năm vừa rồi thì nó là bệnh lây nhiễm rồi. Đúng rồi. Còn trước đó thì những cái bệnh liên quan đến cảm cúm là mình cũng ít này. Ừ. Cái thứ hai nữa là về cái việc táo bón thì nói thật với Mai là bây giờ thì chị cảm thấy rất là vui. Ừ. Bởi vì mình thì bây giờ là đã đi vệ sinh bài tiết nó rất là đều hàng ngày rồi. Ừ. Và thậm chí là những cái ngày nào mà chị ăn ít dầu mỡ, chị ăn rất là sạch, chị ăn thực vật nhiều ấy. Ừ. Thì thậm chí là một ngày chị có thể là bài tiết được khoảng tầm vài lần. Ừ. Thì cảm thấy là cái hệ tiêu hóa của mình rất là tốt. Ừ. Còn một cái nữa là bệnh dạ dày thì thú thật là phải gần 3 năm nay chị chỉ bị duy nhất lại một lần bị đau dạ dày. Ừ. Là do cái hôm đấy thì mình uống rượu Tết kiểu vui ấy. Ừ. Xong uống rượu nó cũng hơi nhiều, xong rồi ăn ô mai, ăn kẹo vào nữa. Thì ngày hôm sau đó thì vẫn bị đau, nhưng mà bị có mỗi một lần như thế. Ừ. Và cái lần mà bị đau đấy thì chị cũng ngay lập tức là chị uống lại Diệp Lục. Ừ. Thì nó cũng bị đau mất nửa ngày, sau đấy nó đỡ. Ừ. Thì bị một lần duy nhất, còn lại đâu thì nó cũng không có tái lại nữa. Cũng không bị buồn nôn, không cảm giác bị nôn ọe khi mà mình ngửi thấy cái mùi bạc hà của kem đánh răng ấy. Ừ. Em không tưởng tượng được cái cảm giác mà nó rất là kinh khủng khi mà mình những cái người mà bị dạ dày ấy, họ rất sợ cái mùi bạc hà trong kem đánh răng. Ừ. Không biết là những cái người mà đang xem video thì họ có cảm nhận được cái điều đấy không. Ừ. Nhưng mà nó rất là kinh tởm. Nhưng mà bây giờ chị có thể uống được những cái đồ uống có mùi bạc hà rồi. Nếu như mà mọi người không biết thì ở trong cái video này thì Mai và chị Phương cũng sẽ chia sẻ với mọi người, đấy là cái vấn đề mà chúng ta bị táo bón ấy, nó sẽ là một trong những cái vấn đề tuy là nó rất nhỏ thôi, nhưng mà một là nó sẽ là ảnh hưởng đến cái hệ tiêu hóa của chúng ta khá là nhiều. Và cái việc mà chúng ta không bài tiết được những cái đều đặn, những cái việc mà cơ chế tự nhiên có thể đào thải hàng ngày ấy, chúng ta đi vệ sinh ấy, nó cũng là một trong những cái nguyên nhân nó dẫn đến cái việc là đề kháng của chúng ta gặp vấn đề. Đúng rồi. Đó. Thì em nghĩ là cái câu chuyện và những cái vấn đề mà chị Phương gặp phải và chia sẻ trong cái video ngày hôm nay ấy, em nghĩ là rất nhiều người đang gặp phải. Các mẹ sau sinh rồi, chị em rồi, thậm chí là các anh em cũng gặp rất nhiều những cái vấn đề về dạ dày hay là các vấn đề về táo bón. Rất là cảm ơn chị Phương ngày hôm nay đã dành thời gian cho em để chia sẻ về cái câu chuyện cũng như là cái hành trình của mình. Và rất là cảm ơn mọi người đã lắng nghe video của hai chị em. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nhé. Bye bye, bye.
bạn vừa được lắng nghe chia sẻ về các vấn đề sức khỏe và cách cải thiện vấn đề sức khỏe đó từ những người bạn của Mai. Nếu như bạn cũng đang gặp vấn đề giống như họ hoặc người thân của bạn cũng đang gặp vấn đề như thế, bạn hãy nhớ chia sẻ câu chuyện này đến với mọi người nhé. Và đừng quên ấn subscribe kênh YouTube của em Mai để nhận thêm nhiều những cái giá trị và những cái kiến thức về sức khỏe cũng như là cách cải thiện chúng nhé. Hẹn gặp lại mọi người.